để tập luyện hạt đó là da trắng trơn hoặc là da hồng nhạt nhé mọi người, da trắng trơn hoặc da hồng nhạt. Da trắng trơn này để chúng ta luyện hạt tròn này, còn da hồng nhạt để chúng ta luyện được cái độ sâu của hạt như mong muốn. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng chì, dùng bút chì kim và thước kẻ những đoạn thẳng rộng 0,9, 0,8 đến 1 cm nha. Bây giờ chúng ta sẽ tập bài tập đầu tiên, đấy là đánh hạt trong ô vuông. Thì mọi người quay ngang cái ô vuông này ra và đánh hạt ở trong cái ô này cho Tony. Đây. Mọi người sẽ giới hạn cái hạt vung ra không được quá khỏi cái ô ngang này nha. Mọi người chỉ đánh hạt ở trong cái ô này thôi. Trước tiên mọi người đánh các đường hạt nằm sát khít nhau, không được chồng chéo. Đường hạt này không được chồng chéo lên đường hạt trước nha, mà nó nằm sát nhau và cứ thế tiến lên thôi. Đó. Mọi người cứ tập cho Tony các cái ô vuông như thế này. Ô vuông khoảng 1 cm, 0,8 đến 1 cm là được. Rồi. Mọi người đây đây được gọi là một lớp nha. Một lớp của mình thì có thể là thưa hoặc là dày thì tùy ý nha. Đây, đây là lớp thưa này, đây còn đây là lớp dày này. Mình quy định nó là một lớp thì nó là một lớp. Làm sao để mà cái đoạn đánh này hạt tập trung ở giữa, đậm ở giữa, nhạt hai đầu là ok, là thành công. Nào đi này. Được chưa ạ? Sau khi tập thế này xong, tập cái này xong trước đi. Mọi người tập xong cái này xong gửi cho Tony nha. Gửi cho Tony. Đây là một lớp này. Tiếp theo Tony đi lớp thứ hai này. Cũng đi như lớp thứ nhất. Đậm ở giữa nhạt hai đầu, đậm ở giữa nhạt hai đầu. Đi nắc máy nha, nắc kim, nắc nắc cái đuôi của cái máy á. Làm sao để nó đậm ở giữa nhạt hai đầu. Rồi. Đây là lớp thứ hai, lau đi nha. Lớp thứ ba này. Rồi ok. Đây là lớp số 3. Sau khi tập được các ô hạt như thế này rồi, mọi người nối các ô này với nhau để làm sao cho nó không bị khớp. Thì nối như thế này. Mọi người quay dọc cái ô ra. Mọi người bắt đầu đi đi giống như em nhá. Rồi tạm dừng lại để chia ra cái video tiếp. Để nối các ô vuông không bị khớp ấy thì mọi người sẽ đi như em này. Ô vuông thứ nhất. Một lớp này. Thì trong cái ô vuông này mọi người chia cho em ra làm 3 phần nhá. Một cái ô vuông đây nhá. Đây, nó là ô vuông này. Mọi người chia cho em làm 3 phần. Thì cái ô vuông thứ hai mọi người sẽ nối vào 1 phần 3 cho em là như này này, nối nối gối 1 phần 3 nhá, 1 phần 3. Rồi. Mọi người đặt kim ở giữa của cái ô vuông này. Bắt đầu đánh quả nắc này. Đậm ở giữa nhạt hai đầu, đậm ở giữa nhạt hai đầu, đánh quả nắc. Thì khi mọi người gối như thế này ấy thì nó sẽ rất ít bị khung mía nha, rất là khó bị khung mía. Đó. Xong một lớp mọi người có thể lau đi kiểm tra. Mọi người từ từ đãng ham đánh dày hạt màu vội, mọi người cứ tập cho em hạt thưa như thế này trước đi. Rồi, bây giờ nhá. Em sẽ đi 3 lớp này. Ô vuông thứ nhất, em tiếp tục đi lớp thứ hai này.
Rồi, ô vuông thứ hai em đi tiếp tục lớp thứ hai này. Cứ như vậy, mọi người có thể đi 5 lớp đối với môi nha. 5 mốt sẽ là 5 lớp đối với một đoạn môi. Một đoạn môi chúng ta sẽ thường đi từ 5 đến 10 lớp. Nếu như muốn đi 5 lớp thì nó sẽ bong ra hiệu ứng là trong mỏng mịn. Còn khi đi 10 lớp thì nó sẽ bong ra hiệu ứng là lì hạt và nó rất là đậm nha. Kiểu như môi son nỉ ấy. Đây, mình thử đi 5 lớp cho mọi người xem này. Đây là lớp số 3 của ô thứ nhất. Lớp thứ 3 của ô thứ hai. Mình đi luôn nha. Lớp thứ 4 của ô thứ nhất. Lớp thứ 4 của ô vuông thứ hai. Rồi, lớp thứ 5 của ô vuông thứ nhất. Lớp thứ 5 của ô vuông thứ hai. Khi mọi người đã đi được đều 5 lớp như thế này và nó không bị khúc mía như thế này thì mọi người có thể đi cho em là một ô vuông 5 đến 7 lớp luôn, xong đó tiến đến ô vuông thứ hai 5 đến 7 lớp luôn, xong lại tiếp tục tiến đến cho đến hết cái môi nha. Rồi, ok.